Hello. Xin chào mọi người. Hôm nay ở trong chương trình đào tạo làm thế nào để spa đông khách, và ngày hôm nay là chương trình rất là đông, rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn sẽ nhìn phía dưới, phía dưới rất là lớn và đây là quang cảnh rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn đang kinh doanh spa và đang mong muốn làm sao để spa của mình đông khách hàng hơn, nếu mà đang muốn tăng doanh số và mở chuỗi, thì các bạn hãy inbox cho Nam và đến tham dự những cái chương trình đào tạo như thế này, và Nam sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao để mình phát triển được cái cơ sở kinh doanh của mình các bạn nha, để tránh được những cái sai lầm trong kinh doanh spa và giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn hiện tại. Và nếu những anh chị đang kinh doanh ổn định rồi, chúng ta muốn đóng gói cơ sở và muốn mở chuỗi ra, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể có được những cái giải pháp để giúp các bạn thực hiện được việc đó là nhân bản cơ sở của mình, và nhân bản ở đây đó là hiệu quả có ra tiền các bạn nha. Và inbox cho Nam nếu mà bạn đang mong muốn phát triển cái công việc kinh doanh của mình các bạn nha. Rồi, xin chào.